Chưa hả? Báo à? Báo nhưng mà từ tối qua em đang pha cốt là 14 ngàn. Vô đây em giờ xíu. Không không em không tiếp được đâu chị ơi, em đang... Cái này là 10 ký rưỡi rồi nè em ơi. Ở đâu cũng mưa đâu. Là không được. Đó, còn bây giờ mà bảo như đâu phải ai cũng có tiền, có khả năng để mua đất để mà múc vô để lấp đâu. À. Cho nên cuộc sống là rất là khó khăn, cái đó được năm vừa rồi không có giá. Cái còn nước vậy thôi, về đó thì sao giờ? Chỗ này ghê hơn chỗ kia. Ba, ước gì bây giờ chỗ này có cái thuyền không ạ? À?